Chào mừng các bạn trở lại với góc nuôi cá của mình. Thì bây giờ mình đang cho mấy cái hồ cá bảy màu của mình ăn sáng nè mọi người. Buổi sáng ngày hôm nay có Artemia nha. Artemia này mình thu hoạch tới hồi tối lận, rồi mình trữ cái ngăn mát á. Bây giờ mình lôi ra mình xả lạnh rồi mình cho cá ăn. Thôi mời các bạn đồng hành cùng với mình là đi ngắm cá bảy màu buổi sáng thư giãn nha, để mình lựa mấy bà đàn cá mà đông đông mà mình cho ăn cho mọi người ngắm. Bè này là bè cá cưng của mình nè, hiện mình đang lên kế hoạch để mình tuyển mình loại cá nhiễm. Này là tô bát si thu nha mọi người, tô bát si thu subalo sọt thấy ẩn cá trống nhiễm rồi đó. Với lại cá mái đuôi mình thấy cũng có một số là sùa lô rồi. Nói chung nuôi cái dòng này nè các bạn, cá phải từ một tháng tuổi trở đi mới có ẩn ra sùa lô, chứ không giống như dòng ri bông. Mình thấy là chậm hơn dòng ri bông luôn á. Dòng ri bông chừng hai mấy ngày, mười mấy hai mấy ngày là mọi người đã thấy cọng ri bông dài dài ra, cái tay bơi cá dài dài ra rồi đúng không? Nhưng mà riêng cái dòng sùa lô này thì mình thấy nuôi cá tới gần biết trong mái luôn, thậm chí là mới vừa chớm chớm trống thì cá mái mới là bắt đầu cái đuôi mới hiện sùa lô, hơi chậm nha mọi người. Còn mà cá con á thì bầy nào cũng như bầy nào, chưa có hiện gì hết trơn á. Nhưng mà được cái dòng này nè thì càng nuôi càng rủ rượi, càng nuôi càng rủ rượi luôn. Đó, qua tới bài này nhìn không được phê đâu. Qua bài này đi mọi người. Bài này Ivory nè. Lâu rồi cũng không có cập nhật mấy bài Ivory tơ với là anh em đúng không? Thì sẵn hôm nay quay luôn. Đang cũng đang có kế hoạch tách trống mái cho bài này. Bài này thì cá nay là ngày 29 tháng 11, 29 tháng 12, là một tháng, là một tháng 20 ngày rồi mọi người, một tháng hai mấy ngày rồi, hơi trễ, tính ra cũng hơi trễ. Mấy ngày hôm nay cũng khá là lụ bu á anh em, thì cũng tranh thủ tách mấy dòng như là AB Retro với là HB Retro trước. Ivory này thì cũng không thẳng tách sau. Bề này cá trống thì cũng không được ú lắm. Theo đánh giá thì mình thấy cá trống này cũng rồi thôi chứ không được ú lắm. So với những bài mà mình tách trước đó thì cái bài này thì cũng vừa vừa cá à, không được ú. Nhưng mà không sao, mình tranh thủ mình tách ra rồi mình thúc lại là mình nghĩ là sẽ ú lên á. Nè, so với những bài như cái bài này đi, bài này là mình mới vừa tách, mình mới vừa tách cách đây vài ngày nè mọi người. Thôi cục trùng rớt dưới. Trùng này là mình cho ăn ngầm qua. Mấy bài này là mình đang thúc nè, cho nên hầu như lúc nào trong máng của hồ cá lúc nào cũng sẽ có trùng đang thúc. Bài này sọt nha, nhìn phê lắm á. Sáng hơi lạnh mọi người. Mấy ngày hôm nay sáng lạnh cái thấy cá không được sung lắm anh nè. Thật sự luôn. Sáng mấy ngày mà lạnh quá mấy hồ cá của mình thấy là kém linh hoạt hẳn ra luôn á. Cá lười bơi, thường hay trốn trốn dưới đáy không à. Rồi ăn cũng ít nữa mọi người. Nhiều khi mình đi thăm á, mấy cái hồ cá mắt đỏ của mình nhiều khi là mình phát hiện là có lắc luôn, có cá bị lắc luôn. Nhưng mà tới trưa cái hết. Đó, cái này là hiện tượng lắc do nhiệt độ nha mọi người.
Nói chung thì cách khắc phục cũng dễ chứ không khó. Cần tăng cường che chắn những hồ đó, các bạn có thể là lấy nắp các bạn đậy lại cũng sẽ đỡ. Với lại là mọi người ráng cố gắng giữ cho nước hồ đó sạch nha, tại vì lắc cho nhiệt độ là cá của mình cũng đã yếu sẵn rồi, nấm bệnh cũng khá là dễ tấn công á. Đây, qua tới cái dàn khay phía trên của mình nè mọi người, lũ khủ là lũ khủ luôn. Lớp nào cá tách đẻ, lớp nào cá con. Thì trên này cá con thì mình chỉ có thu hoạch cái dòng Dumbo thôi, Dumbo Red Tail mọi người. Đây, bài cá ri bông tơ, ý lộn, bài cá full gold tơ của mình nè. Bài này mình nuôi trên khay nhựa nè. Mình thấy dòng này khá là phù hợp để nuôi khay nhựa nha, thật sự luôn. Nuôi khay nhựa đã, nhìn đã hơn nuôi trên thùng xốp. Đây mình coi coi bài này là bài ri bông hay là bài không ri bông. Không ri bông nha các bạn. Hàng gì thấy ú ú vậy. Thường thường mấy dòng cá ri bông á, cá cỡ tuổi này là nhìn cá thun thun á, chứ không có được ú. Ăn cỡ nào ăn chứ nhìn cũng thun thun, do là cá phát triển thêm cái bộ vây bụng dài ra đó, cho nên là nhìn thun thun. Thì cũng có giai đoạn ha mọi người, cũng như dòng Coret vậy đó, cũng có giai đoạn ha. Qua cái giai đoạn đó rồi thì cá ú lại ha. Với lại là dòng ri bông cũng hơi chậm lớn hơn so với dòng thường. Mình thấy chậm hơn chắc cũng tầm khoảng một tuần tới nửa tháng. Cá còn chung một bầy mà các bạn thấy mấy bé cá gen đó là màu lớn hơn mấy bé cá có ri bông. Này Dumbo nha, tách trong máy được luôn rồi nè. Bài nãy các bạn thấy Dumbo là bài đó mình tách rồi. Cá bài đó là tầm khoảng một tháng rưỡi tuổi vậy đó. Bài đó vàng khung lực. Dumbo mà nuôi hồi lúc nhỏ mà vàng khung lực ấy, lên tay bơi nhìn cũng kinh năng lắm, nhìn đã lắm. Tiềm năng tay bơi to. À, mình đang tách đẻ Dumbo luôn nha. Mấy bé mái này của mình làm như hơi lem lem cái màu sọt lên. Mình để ý làm như hơi lem lem cái màu sọt. Bởi vậy đó, mình nói mà nhiều khi làm như có duyên với dòng sọt hay sao. Chứ cái bộ cá giống trước của mình nó cá dài sọc chà bá luôn, đâu có mà ngắn ngắn vậy. Cái này là AB Retro nha mọi người. Bài này hôm bữa mình thả xuống mà mình đinh ninh full red, mình lừa ghi ngày lại, cuối cùng không có ghi ngày luôn. Chứ thường bữa cái dòng AB Retro, dòng HP Retro rồi mình kỹ cái vụ ngày lắm. Chỉ có full red là mình hơi lơ là thôi. Nè, bộ Dumbo giống của mình nè. Bữa nay mình sẽ làm hơi lâu lâu chút xíu nha anh em. Hôm bữa có bạn ngắm chưa được đã, hôm nay thì dẫn mọi người đi ngắm đã luôn. Này thì có còn mái bầu trong đây nha, mình tách chưa có hết à, chẳng hạn như bé mái bụng tròn tròn nó cũng đang bầu. Mọi người nhớ bài này không? Bài này lúc nhỏ rất là đều. Có một bé gì Dumbo coi. Dí mái sung sức lắm mọi người, mình thấy cá mái bầu đều lắm. Cái bơi mình cũng có Dumbo nữa nè. Dumbo giống mình nhóc luôn á. Thì bên đây thì bộ giống tàn tạ hơn, cá trống bị tưa hết rồi. Nói chung làm Dumbo giống mà là vậy mọi người, cá trống hay bị tưa, hay bị rách, rách cái tai bơi lắm. Dí mái mà. Nè, hai máy bụng sẹp sẹp là đã đẻ rồi nha. Có cái máy bơi ở dưới này. Đúng rồi, bé bơi ở dưới á. Bụng tròn tròn á, là hai bé đó là chưa có đẻ.
Còn hai máy kia là đã rồi, mới đã ngày hôm qua luôn các bạn. Đây mình còn tích đẻ một máy nữa nè. Nè, bầy cá này mới thu hoạch ngày hôm qua hai bầy lận. Cái này phải có cái acamia của mình phải động động chút mới ngon. Dạ, nhà acamia mới ấp nở thu hoạch ra cho cá con ăn mới ngon. Chứ cái này bỏ vô chìm đáy hết trơn. Hy vọng một lát nữa mới acamia này sẽ tỉnh. Tại vì mình thấy acamia Mỹ cũng dễ tỉnh lắm. Với lại mình trữ con đêm mà, trữ ngăn mát nữa mà. Acamia Trung Quốc mà mình trữ ngăn mát mà tới sáng ra mình xả đá vẫn tỉnh mà. Huống chi acamia Mỹ đúng không? Con gôn nha. Bài này thì nhìn vàng hơn cái bài nãy đúng không? Nhưng mà bài này thật sự ra là lớn ngày tháng hơn bài nãy đó. Đây là full gold ribbon. Full gold ribbon nha mọi người. Mình thấy mấy bé ribbon ta bơi dài dài đó. Đó. Cái bên cũng full gold nữa nè. Bên này cũng vẫn là full gold ribbon luôn. Khay đen. Để thăm khay cái. Ồ, khay này nhiều quá rồi. Trường này hút cặn lại cái khay này mới được. Chắc phải lấy đèn rồi mới được. Thôi qua đây nha anh em, qua đây đi. Này coi rét nè. Này cá trống nha. Cá trống đang lên tài. Một số là lên hơn nửa tài rồi. Nói chung dòng coi rét thì cá trống dễ lên tai lắm mọi người. Chỉ có cá mái á, thì khó hơn. Ngâm cá trống này thì không có gì phê, nhìn cũng như full rét thôi. Đây cá mái. Cá mái mọi người. Sáng ra ngồi chuyện, ngồi nói chuyện một mình với cái điện thoại, mấy con cuốn của mình tưởng đâu người lạ, xuống sổ quá. Hết sức nói nổi luôn. Máy này đang chấm tay bơi nè mọi người. Máy này nè. Nói chung nuôi dòng coi rét này thì mình thấy là cá từ 2 tháng rưỡi tới trở đi, 2 tháng rưỡi tới trở đi mới là bắt đầu là nhú nhú chấm chấm tay nha mọi người. Nếu mà có nhiều bộ gen hơi chậm chút là tầm khoảng 3 tháng lận. Nhất là mấy cái bộ gen mà full lưng. Cái bộ gen full lưng thì sẽ chậm hơn so với mấy cái bộ gen mà không full lưng. Đó. Super Red thì mình chưa có trải nghiệm cho nên là mình cũng chưa có chia sẻ về cái chuyện lên màu như thế nào với là anh em được. Nhưng mà có Red phun lưng thì mình có nuôi rồi cho nên là mình biết là mấy cái bộ phun lưng sẽ chậm, chậm lắm. Người ta 2 tháng rưỡi người ta bắt đầu nhú nhú tay chớm tay rồi, nhưng mà cái bộ phun lưng nó phải 3 tháng.
do là cái màu lên cái màu lưng trước rồi lên mới lên cái tay sau, lên hết cái màu lưng trước rồi mới lên cái tay bơi sau nha mọi người. Mấy bộ phun lưng là mình thấy là vậy. Cái dạng lên phun lưng á cũng không phải là lên phun liền được đâu, thì cũng lên nhưng mà cũng có một khúc vậy nè, có một khúc hơi trắng trắng vậy nè, nhưng mà cái màu sẽ lên nữa, cái màu sẽ lên nữa nếu mà đẻ một lứa rồi là sẽ phun luôn đó, chứ không phải là lên phát là phun lưng liền được. Nhiều bộ nhiều có một phần ít đó thì cũng sẽ lên một lần là phun luôn, nhưng mà đa số mình thấy là sẽ có một cái khoang trắng nhỏ xíu vậy đó, tới chừng đẻ xong một lứa hoặc là cá đạt tới tuổi tầm khoảng 3 tháng 3 tháng rưỡi vậy đó là bắt đầu, nếu mà bộ phun lưng thì chắc hơn 3 tháng rưỡi á thì mới bắt đầu là phun hết. Đây, bên đây là phun gòn, bài này bầu bì nè anh em, phun gòn ri bông nha, hơi nhát chút, bộ phun gòn này hơi bị nhát đèn đó các bạn. Phải nhá cá ăn được rồi kìa mới quay được chứ bây giờ nhạt quá. Thôi lên đây thăm một bài coi rết nữa của mình. Bài này thì bộ gen cũng khá là ổn. Lên cá đều. Đầu màu đỏ lên cũng sâu dữ lắm, nhưng mà chưa thấy tiềm năng xịn nha. Dùng nuôi coi rết này thì mình thấy cá lên đều là đẹp rồi, cá lên đều là đẹp. Mình chỉ sợ cái dạng mà cái bụng teo thôi, chứ cá lên đều nhìn kiểu nào cũng đẹp. Lên tay bơi nữa thì quá ngon rồi, lên phun lưng nữa còn ngon nữa, mà được đỏ hết mình luôn thì thôi rồi, nhức cái nách đúng không anh em. Nè dưới này mình có một bài phun rết khá là đông rồi, bài này dạng khung cũng khá, cá còn tơ dữ lắm nha mọi người, dạng trống dạng khung vậy là được rồi. Cái này tuyển mà đem lên hồ kính chạy sủi cái này rồi bung dữ lắm. Full red thì nuôi mình thấy tới tầm khoảng 3 tháng cá mới là bung đuôi bung vây nhiều, chứ mà trước cái thời điểm 2 tháng rưỡi đó thì mình thấy đuôi vây còn ngắn lắm, nhưng mà từ thời điểm 3 tháng trở đi á đuôi vây mới bung nhiều. Chắc cũng có thể là do mình nuôi cá ban đầu phát triển cái dàn khung trước, mình hút dàn khung sâu quá. Nhiều khi mình hút dàn khung sâu quá rồi cá nhìn đuôi vây ngắn cũng mà, nhưng mà khi mà tới tuổi rồi là bắt đầu bung cái dàn khung càng dữ, cá bung càng dữ luôn. Nuôi dòng này khoái cái do đó mọi người, nuôi có nước hậu lắm, càng nuôi càng đẹp. Trên này mình có một bài phun gòn nữa nè. Khay mấy khay này cũng hơi dơ rồi. Tính ra là bữa nay là tới lịch làm vệ sinh cho khu bên đây. Khu bên kia mình làm hôm qua rồi. Bữa nay là làm tới bên đây. Trưa mới làm nha các bạn. Sáng sớm thì lạnh quá. Nếu mà làm thì mình chỉ hút cặn thôi, cái trưa mình mới chăm nước lại, chúng tôi đợi nước ấm lên rồi mình mới chăm nha. Bài này là phun con không ri bông nha mọi người.
Đó, coi như là mấy bài mà khá khá của mình là mình cập nhật với lại anh em rồi đó. Còn nhiều nữa, giờ quay hết chắc cũng cả tiếng á, đi hết cái con mồi cá mình hơi bị nhiều luôn. Cho nên là thôi, bây giờ mình xin phép mình up video. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và mau lớn.